quầng mắt của Xuân Lan rất là thâm. Và cái lỗ chân lông nó cũng hơi lớn. Mình rất là thích một cái gương mặt của, giống như là khi mà mình nhìn thấy chị Thanh Mai, chị Vũ Cẩm Nhung hoặc là những cái chị khác đã được đến đây chăm sóc, hay cả bản thân của mình là Ngô Thanh Vân, thì cái da lúc nào cũng mượt, cũng đẹp, giống như là da em bé vậy. Bởi vì không thấy lỗ chân lông luôn mà da lúc nào cũng căng, mịn và sáng. Thì Xuân Lan hy vọng rằng khi mà mình sau những cái liệu trình ở đây thì mình sẽ hoàn toàn cải thiện. Trước và sau của chị Xuân Lan nha. Đây là cả nhà thấy rõ đúng không ạ? Đây là trước khi chị Xuân Lan ghé bên em để làm. Thì cái làn da của Xuân Lan là một làn da rất là nhạy cảm, và mình rất là khó khăn để tìm cho mình một cái liệu trình thích hợp để chăm sóc da. Đến khi mà mình nghe nói về cái Nano Collagen ở bên thẩm mỹ viện của chị Thanh Mai, Beauty Beauty Thanh Mai, thì Xuân Lan rất là cân nhắc để Xuân Lan đến đây. Nhưng được các bác sĩ tư vấn rất là tận tình và được thử từng chút một để phản ứng về da, thì đến ngày hôm nay thì sau liệu trình thứ 3 thì Xuân Lan đã thấy là mình đã có một làn da khỏe từ bên trong. Nó mượt hơn, nó có đầy đủ dưỡng chất hợp lý. Và bật mí luôn cho mọi người, đây là một cái liệu trình có cái giá rất là vừa phải để cho tất cả mọi người có thể đến đây. Và hãy yên tâm, BB Beauty Thanh Mai sẽ giúp cho mọi người cảm thấy tự tin hơn và yên tâm hơn rất là nhiều.